À, chào các bạn trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào hướng dẫn chúng ta thực hiện cái hiệu ứng như các bạn thấy trên màn hình, đó là những cái chữ bong bóng nổi bồng bềnh ở trên trời như thế này ha. Thì để thực hiện hiệu ứng này thì chúng ta sẽ chuẩn bị các cái model bong bóng mà mình có thể download miễn phí từ trang SketchFab, và cái link thì mình sẽ gắn vào trong phần mô tả của video. Và sau đó thì chúng ta sẽ track camera của cảnh quay này, và chúng ta sẽ gắn các cái quả bóng này vào trong cảnh quay của chúng ta bằng kỹ thuật camera tracking và element 3D. Thì trước khi vào bài, mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh, và mong là các bạn tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái tài nguyên software, plugin, stock footage mình sử dụng trong các bài của mình thì mình đều có gắn link để download ở trong phần mô tả của video, thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download nha. Rồi, ở đây thì đầu tiên ta sẽ chuẩn bị một cái model. Ở đây thì mình lên trang SketchFab, mình search chữ letter balloon. Rồi, ở đây thì mình sẽ ví dụ chúng ta thấy cái model này nó ổn nè, mình vào mình xem thử, mình thấy nó rất là đẹp, giống như là bong bóng thật đó. Thì mình sẽ xuống phần download 3D model. Ở đây thì mình sẽ download cái file OBJ này xuống. Rồi, sau khi download từ SketchFab xuống thì chúng ta unzip cái model nó ra, chúng ta sẽ có một cái file OBJ ha. Thì bây giờ mình sẽ import cái file OBJ đó vào trong một cái phần mềm 3D nào đó bất kỳ, ví dụ như 3ds Max, Cinema 4D, Blender, Maya, vân vân. Các bạn thích cái phần mềm nào các bạn dùng cái phần mềm đó. Ở đây thì mình dùng 3ds Max và mình sẽ import cái model các cái quả bóng của mình vào. Cái mục đích ở đây là mình sẽ tách mấy cái chữ cần thiết ra để lát thì chúng ta đưa vào trong element 3D của After Effects. Rồi, thì ở đây thì mình sẽ select cái vật thể của mình. Mình vào cái mục element và mình sẽ chọn ha. Ở đây các bạn nhớ là chúng ta chọn cả mặt trước và mặt sau luôn. Thì mình sẽ chọn các cái chữ để tạo nên chữ Tuấn VFX. Thì chúng ta sẽ chọn chữ T, chữ U, chữ A, chữ N, chữ V, chữ F và chữ X. Vậy thì mình sẽ chọn chữ T trước và mình sẽ bấm vào nút Detach để tách nó ra thành một cái vật thể riêng. Tương tự như vậy là chữ U, mình cũng sẽ chọn mặt trước mặt sau, detach nó ra. Chữ A cũng chọn mặt trước mặt sau, detach nó ra. Chữ N detach, chữ F detach ra, và detach ra, và chữ X, đúng không? Rồi, sau khi xong thì mình quay lại cái bên ngoài thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có các cái model của từng cái chữ cái mà chúng ta cần. Thì bây giờ mình sẽ select từng cái chữ cái này, mình export nó ra thành một cái file OBJ. Ví dụ ở đây thì mình sẽ export cái này ra thành file OBJ đặt tên là chữ thi, đúng không? Đó, và chúng ta export nó ra đơn giản như vậy thôi. Và cứ tương tự như vậy, mình sẽ export, select từng cái chữ cái và export nó ra cái định dạng OBJ. Cái này là chữ U, đúng không? Chữ U. Bấm export. Rồi, vân vân. Như vậy chúng ta sẽ xong, thì chúng ta có thể đóng 3ds Max này lại, và như vậy chúng ta sẽ có các cái file OBJ cho từng cái chữ cái của chúng ta như thế này ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào trong After Effects, mình đưa vào cái video của mình. Thì ở đây là cái video gốc của mình, và các bạn thấy đây là một cái cảnh quay có chuyển động camera, cho nên chúng ta sẽ track cái camera này. Thì mình sẽ select cái video của mình vào cửa sổ tracker, bấm track camera, và chúng ta sẽ đợi cho After Effects nó track xong cảnh quay của mình ha. Thì sau khi mà After Effects nó check xong thì chúng ta sẽ có các cái điểm track xanh xanh đỏ đỏ ở trên màn hình, và chúng ta đưa con chuột vào thì các bạn thấy nó sẽ tạo thành các cái mặt phẳng cho chúng ta. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái mặt phẳng ở trên cái mặt cầu này, chúng ta bấm chuột phải, set ground plane, tức là chúng ta sẽ chọn nó làm cái mặt đất làm cái mặt đất. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ chọn một cái vị trí mà chúng ta muốn gắn cái chữ của chúng ta vào. Ví dụ ở đây thì mình sẽ chọn những cái điểm, mình sẽ tăng cái kích thước các cái điểm này lên một tí để dễ nhìn nè. Ví dụ mình sẽ gắn một cái text vào cái ngay vị trí cái đèn này đi. Mình sẽ bấm chuột phải đây, chọn create new camera. Một số cái chữ thì mình sẽ gắn ở phía sau này, thì có thể mình sẽ chọn một điểm ở trên cái cây đèn ở phía xa ha. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có hai cái null trước mắt đi. Một cái null ở gần và một cái null ở xa. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng các cái null này sử dụng các cái null này để chúng ta gắn cái vật thể 3D của chúng ta vào. Ở đây thì mình sẽ tạo một cái solid đặt tên là EL3D và mình sẽ vào phần effect áp dụng video copilot element vào đây.
Ở đây thì mình sẽ vào trong phần scene setup của Element, và mình sẽ import các chữ cái của mình vô. Thì ở đây thì mình sẽ import, tại vì ở đây thì Element nó chỉ cho phép chúng ta import tối thiểu là 5 cái vật thể để chúng ta có thể tách thành 5 cái nhóm ở trong một cái hiệu ứng Element thôi. Cho nên là chúng ta sẽ im ở đây mình sẽ import trước 4 chữ là T U A N trước. Đó, 4 chữ thôi. Sẽ đưa nó vào, bấm ok. Hiện tại các cái chữ của chúng ta đều rất là nhỏ, cho nên mình sẽ normalize size tất cả những chữ này lại. Mình select từng cái chữ, check vào normalize size. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ tách nhóm cho từng cái chữ này. Bây giờ mình sẽ duplicate cái group folder này cho nó cái số 2. Với cái group folder đầu tiên hồi nãy thì mình sẽ tách hết các cái chữ khác, mình xóa hết mấy chữ khác, chữ là chữ tờ thôi. Tiếp theo group số 2 sẽ là chữ U, đúng không? Thì trước hết mình sẽ duplicate một lần nữa để sẵn ở đó đã. Và bây giờ mình sẽ tách hết các chữ còn lại, chỉ giữ lại chữ U. Cứ tương tự như vậy. Chúng ta sẽ duplicate và chúng ta sẽ xóa các chữ chúng ta cần, không cần. Cái này là chữ A, mình xóa chữ A. Xóa chữ giữ lại chữ A. Và cuối cùng cái group cuối cùng sẽ cho nó cái số 4. Thì mình sẽ giữ lại chữ N. Rồi, như vậy chúng ta đã có 4 chữ là T, U, A, N là Tuấn rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu lo về phần vật liệu. Thì ở đây mình sẽ vào phần preset trong phần processor. Chúng ta xuống phần metal thì mình sẽ gắn cái vật liệu clean metal gold, vật liệu vàng vào trong để cho các cái chữ cái của chúng ta. Mình sẽ kéo nó vào như này. Đó, thì các bạn thấy là cũng khá là ổn và rất là đẹp, đúng không? Ở đây thì mình sẽ check vào environment, và mình sẽ load một cái environment nó có tương tự như cái màu sắc ở trong cảnh quay của chúng ta, ví dụ như cái hình này nó có sẵn trong element 3D. Đó, mình load vào. Thì các bạn thấy là cái environment nó sẽ phản xạ vào cái chữ cái của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bấm ok. Thì bây giờ mình sẽ vào từng group, mình lôi tạo một cái group null và lôi cái text cái chữ cái đó về đúng cái vị trí. Ở đây mình sẽ tạo một cái group null cho group số 1, tức là cái chữ chữ tờ, đúng không? Mình sẽ đặt đổi tên cái null này lại là t null, tờ null. Và bây giờ thì mình sẽ copy cái bộ di dành của cái text null ở trên cái cột đèn đầu tiên này, Ctrl C, mình dán vào cái t null của chúng ta, và như vậy là chúng ta sẽ có cái chữ tờ chúng ta nằm ở lơ lửng trên không gian như thế này. Thì bây giờ mình sẽ scale nó nhỏ lại một chút, xoay nó lại cho nó đó, xoay nó lại một chút như thế này đó. Có thể là cho nó nghiêng một tí, bong bóng mà, đúng không? Đấy. Và như vậy là chúng ta đã có cái chữ đầu tiên, chữ tờ. Bây giờ thì trước khi làm những chữ khác thì chúng ta sẽ tùy chỉnh ánh sáng một tí. Thì mình sẽ vào phần E3D trong phần render setting Physical Environment, mình sẽ chỉnh sáng cái exposure của cái environment lên một tí. Mình sẽ tạo một cái đèn layer new light, chọn dạng là point light, các bạn lấy cái màu là màu ánh sáng trong cảnh quay, chúng ta bấm ok. Cái đèn này mình sẽ cũng sẽ lấy cái position của cái check null của mình, Ctrl C, mình dán vào cái vị trí của cái đèn, nhưng mà chúng ta sẽ kéo cái đèn này nó qua phía bên phải và cao lên một tí, tức là cái nguồn ánh sáng mặt trời của chúng ta đó, được chưa? Rồi. Vậy sau khi tùy chỉnh ánh sáng xong thì bắt đầu chúng ta sẽ lôi tiếp các cái chữ cái khác. Mình sẽ vào phần group 2, create một cái group null, đổi tên lại là U null, đúng không? U null, chữ U. Mình copy cái position của cái chữ tờ, dán vào chữ U, scale nó lại. Kéo nó ra xa một tí cho nó nằm đằng sau cái chữ tờ, và có thể là so le so với chữ tờ một tí. Đại khái là các bạn có thể sắp xếp bất kỳ cách nào các bạn muốn để cho nó nhìn nó giống một cái bong bóng ha. Đây mình sẽ kéo cái chữ U của mình nó xa ra một tí. Rồi, cứ tiếp tục như vậy. Chúng ta sẽ vào group 3, create một cái group null. Cái này dành cho chữ A, A null. Dán cái bộ dành vào, kéo nó lại ha.
scale nó lại nhỏ một chút, cho nó hơi nghiêng nghiêng. Rồi. Xin lỗi các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào group 4. Tạo một cái group null luôn. Cái group null này đặt tên là n null, n null, và dán vị trí vào, kéo nó ra xa nhất. Thì cái chữ này thì nó sẽ nằm cuối cùng. Cho nó cao thấp khác nhau một tí nè, xoay nó lại. Rồi. Và như vậy là chúng ta sẽ có các cái chữ nó nổi ở trên mặt, trên trên mặt đường như thế này. Thế đây, để cho cái màu sắc ánh sáng của cái chữ này nó đẹp hơn, chúng ta sẽ sử dụng một cái chiêu, đó là mình sẽ select cái layer 3D của mình áp dụng Deep Glow vô. Đây là một cái hiệu ứng để tạo glow. Thì lúc mới áp dụng vô thì nó rất là sáng như thế này, đúng không? Thì chúng ta không cần nó sáng như vậy, mình sẽ vào phần input ở trong Deep Glow, mình tăng cái threshold lên, và chúng ta sẽ tăng đến khi nào mà cái phần sáng nó chỉ giới hạn lại ở cái khu vực phản xạ thôi. Cái khu vực phản xạ của để cho nó 100 luôn. Mình sẽ giảm cái exposure xuống luôn. Đấy, thì các bạn thấy là với cái cách này thì chúng ta sẽ có một cái ánh sáng nó glow lên rất là đẹp, nhưng mà nó lại không quá sáng, được chưa? Để nó làm cho cái chữ chúng ta nó lung linh hơn, và nó giống như ánh nắng chiếu vào, đúng không? Đó. Rồi. Ở đây thì cái rồi bây giờ thì còn một cái việc nữa, đó là như bạn thấy là các cái tòa nhà của chúng ta nó có cái kính cửa sổ đây, thì chúng ta phải làm cho nó có cái độ reflection. Thì để làm cái việc đó đó thì mình sẽ duplicate cái layer A3D của mình lên, thì mình sẽ xếp cái file này lại cái đã. Rồi, và mình với cái layer mới duplicate này mình đổi tên cho nó là reflection chẳng hạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong scene setup. Ở đây thì mình sẽ tạo một cái group mới. Cái group này mình sẽ cho nó số 5, tức là số cuối cùng. Và trong cái group này mình sẽ tạo một cái tấm plane. Cái tấm plane này mình sẽ cho nó to ra, được chưa? Đó, khoảng như thế này. Mình sẽ select cái tấm plane của mình. Mình xuống phần reflect mode. Trong phần mode này thì mình sẽ chọn nó là mirror surface, để coi như nó là một cái độ, một cái tấm plane phản xạ ha. Và bây giờ thì mình sẽ select cái material của cái tấm plane của mình. Chúng ta xuống phần reflectivity, mình cho nó lên 100, và như vậy là cái tấm plane của mình nó sẽ phản xạ lại tất cả các vật thể trong cảnh quay, trong đó có các chữ cái của mình luôn. Thì mình sẽ bấm OK. Rồi bây giờ thì trong cái layer reflection này, mình xuống cái group 5, mình tạo cho nó một cái group null. Mình đặt tên cái group null này là building hoặc là reflect null đi, để cho nó dễ nhớ. Và mình sẽ ở đây thì mình muốn cái reflection này nó nằm ở trên cái tòa nhà, cho nên mình sẽ select cái clip của mình chọn một cái điểm hoặc là cái mặt phẳng nào đó ở trên cái bề mặt của cái tòa nhà của mình, ví dụ như cái mặt phẳng này. Mình sẽ bấm chuột phải create solid, chúng ta có một cái solid. Mình tạm thời tắt con mắt của cái solid này đi, mình chỉ việc copy cái bộ dàn của cái solid này dán vào cái reflection null của mình. Các bạn cũng có thể copy cái orientation dán vào cái reflection null. Và bây giờ thì mình sẽ scale cái null của mình lên, cái group
reflection luôn. Mà ở đây thì chúng ta chưa thấy, là tại vì chúng ta sẽ quay lại cái reflection, laser reflection vào lại trong scene setup. Mình sẽ select cái vật liệu của cái tấm plan. Các bạn thấy tại vì ở dưới thì nó không có, nó chỉ có một mặt thôi, cho nên là mình sẽ xuống phía dưới cùng này, mình check vào draw back face. Thì với cách này thì cái phần dưới nó cũng sẽ có cái hình dạng luôn. Chúng ta sẽ bấm ok. Đấy, thì các bạn sẽ thấy cái hình dạng của nó xuất hiện, và các bạn thấy nó sẽ phản xạ lại cái những cái chữ cái của chúng ta. Thì ở đây thì chúng ta chỉ việc là mình sẽ xoay xoay cái xoay cái tấm plan của mình lại như các bạn thấy ở đây. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thấy là nó đã phản xạ lại cái chữ N chẳng hạn của mình. Mà cái vấn đề là bây giờ nó cũng che mất cái video phía sau luôn. Thì để sửa cái việc này thì mình sẽ quay lại cái layer reflection của mình vào lại trong scene setup. Chúng ta sẽ chỉnh một số thứ sau. Thứ nhất là mình select cái material của tấm plane mình xuống phần dưới cùng này, chúng ta sẽ check vào ô matte reflection. Rồi, tiếp theo cho từng cái chữ cái ở trong cái reflection, layer reflection này, chúng ta sẽ bỏ check cái ô là visible to camera. Thì như vậy là các cái chữ cái của chúng ta nó sẽ không xuất hiện hai lần, mà nó chỉ sẽ xuất hiện ở trong cái reflection thôi. Sau khi chúng ta bấm ok thì các bạn sẽ thấy là bây giờ thì cái reflection chúng ta nó chỉ xuất hiện ở trên cái chữ N của mình thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ xoay cái tấm reflection của mình ra để chúng ta thấy nó sẽ xuất hiện cả hai hướng. Rồi bây giờ thì làm sao để cho những cái reflection này nó sẽ chỉ xuất hiện trong nội cái phần phản xạ của cái tòa nhà thôi, nó không có lấn lên những tòa nhà khác cũng như nó không lấn ra ngoài. Thì để làm việc đó đó thì mình sẽ tạo một cái laser solid đặt tên nó là mask. Cái laser solid này mình sẽ biến nó thành laser 3D. Mình sẽ copy cái position của cái rep null, bấm Ctrl C dán vào cái mask của mình. Thì như vậy chúng ta thấy là nó sẽ có một cái laser solid nó che cái tòa nhà của mình đúng không, và nó di chuyển theo cái không gian 3D luôn. Thì bây giờ mình sẽ select cái mask này, mình tạm thời tắt con mask của nó đi, mình sẽ dùng công cụ pen tool mình vẽ một cái mask để làm sao cho cái mask này nó sẽ bao xung quanh cái khu vực phản xạ của cái tòa nhà thôi, cũng không cần phải quá chính xác đâu. Khi mà các bạn làm thật thì các bạn hãy làm kỹ, còn bây giờ chúng ta đang thử thôi mà đúng không, thì chúng ta cũng không cần phải quá chính xác, mình cũng sẽ không có tốn quá nhiều thời gian cho việc roto ở đây. Thì mình sẽ mát nó lại như này, và tại vì đây là một cái laser 3D cho nên là các bạn thấy nó cũng di chuyển theo phần lớn thời gian rồi, còn lại thì chúng ta chỉnh lại một tí thôi. Đấy, thì đây mình sẽ sử dụng cái laser mask này làm cái alpha mask cho cái reflection chúng ta, và như vậy cái reflection chúng ta nó chỉ xuất hiện nội ở trong cái tòa nhà thôi. Đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ select cái laser reflection của mình, giảm opacity xuống một chút khoảng tầm 90. Và mình sẽ xuống phần render setting trong phần exposure, mình sẽ làm cho nó tối lại, tại vì reflection thì không thể nào nó sáng như cái thật được. Cái gamma mình cũng sẽ giảm nó xuống một tí. Được chưa? Cái reflection, cái opacity mình cũng sẽ giảm nó xuống một tí nữa. Đấy, và như vậy là chúng ta sẽ nhìn nó sẽ giống như cái reflection xuất hiện trên cái tòa nhà, và nó sẽ di chuyển theo cái camera của chúng ta. Rồi thì như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái hiệu ứng này. Cái việc còn lại là nếu các bạn muốn có thêm những cái chữ cái khác ở trong cảnh quay thì các bạn chỉ việc chèn thêm thôi. Ví dụ như mình chèn thêm mấy chữ VFX ở phía xa này thì cái cách làm cũng tương tự thôi. Các bạn cũng lấy một cái nu nó ngay cái vị trí chúng ta cần, chèn chữ vào bằng laser element 3D, sau đó thì tạo reflection trên những tòa nhà bằng những cái kỹ thuật mà chúng ta vừa thực hiện ha. Thì hy vọng là cái tutorial này sẽ có ích cho các bạn để tạo ra các cái hiệu ứng thú vị cho video của mình, và các bạn có thể tạo thêm các cái chuyển hoạt cho những cái chữ cái chúng ta, cho những cái bong bóng này nó xoay một tí trong quá trình chúng ta di chuyển thì nó sẽ thú vị hơn. Thì một lần nữa hy vọng là cái tutorial này sẽ có ích cho các bạn, mong là các bạn sẽ tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái file thực hành
những cái software plugin stock footage mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có gắn link ở trong phần mô tả của video. Vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download ha. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.